Thưa quý vị và các bạn, việc ăn chay ngày càng trở nên phổ biến trong cuộc sống hiện nay, đặc biệt là vào tháng 7, trong không khí đại lễ Vu Lan, thì ăn chay càng nhận được sự quan tâm của nhiều người hơn. Vâng, thưa quý vị, nói đến các quán chay thì thành phố Cần Thơ có rất nhiều, thực đơn phong phú đa dạng, trong đó thì lẩu chay được nhiều người ưa chuộng và quan tâm. Món nào cũng ngon hết, như là lẩu Thái hay lẩu nấm, nói chung tất cả các món là ăn nó rất là đậm chất. Em dùng cái món lẩu kim chi chay này rất là ngon, nước súp thì nó rất là thanh, chả chay á, ở đây rất là đặc biệt, ăn rất là thơm mùi từ đậu nành á. Nước ở đây nấu rất là ngọt mà cảm giác là nó ngọt là tự nhiên từ rau củ á. Muốn tạo một cái môi trường để cho thứ nhất là quý vị tăng ni có một cái chỗ để cho hợp tình, hợp pháp và hợp lực đến đây để chúng ta có thể luôn tiếp đón Phật tử nhiều duyên, có một cái môi trường để giúp cho tất cả người dân ở Cần Thơ ăn những bữa cơm chay thăm tình. Thì có rất là nhiều món ăn phong phú, từ ví dụ như là những điểm tâm sáng hoặc là những cái món ăn cơm dân trưa dân phòng hoặc là ăn cơm tối, thì còn có ngoài ra thì còn có những món lẩu, cái vị lẩu nó đậm đà. Món chay của chúng ta, cái điều quan trọng nhất, cái cốt lõi nhất là chúng ta phải chiết xuất từ cái vị ngọt của rau quả, đó là những cái thành phần cốt lõi nhất. Đối với những cái loại mà rau củ mà ở ẩm thực chay Quý Liên nên lấy nước ngọt, đó là có điều đặc biệt, đó là do đích thân đó là quê của Phước Trí, ba mẹ tự thân trồng, là với mong muốn là tạo ra một cái nguồn nguyên liệu hoàn toàn sạch, không phân, không thuốc. Tất cả những loại chả ở đây đa số ẩm thực chay Quý Liên đều đó là tự chế biến. Với cái tiêu chí đặt hàng đầu của ẩm thực chay Quý Liên, đó là cái nguồn nguyên liệu phải sạch, thứ hai là phải chất lượng, cái thứ ba là khẩu vị phải ngon và giá cả hợp lý, để đảm bảo đến đem lại một cái bữa cơm hoàn toàn thoải mái cũng như là ngon miệng cho hợp khẩu vị của những vị khách đến đây. Ngoài món lẩu chay thì nơi đây còn có hơn 100 món được chế biến từ những nguyên liệu xanh sạch với nhiều hương vị khác nhau do chủ quán tự cung tự cấp theo tiêu chí an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo dinh dưỡng cho thực khách.